Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Mời quý cô chú anh chị và các bạn xem tiếp video hôm nay nha. Hôm qua là chuẩn bị đám giỗ, bữa nay là ngày đám giỗ chính nè. Hôm nay nấu cà ri chấm bánh mì. Nấu cà ri có phơi mì. Phơi mì hấp. Phơi mì hấp rồi nấu cà ri. Ba tới đâu cái chân cô bị đau thôi gì không thấy lợi. Kìa, có sao? Sợ tại nó mềm mà. Không có mềm. Nhắc kìa cũng có ăn đi. Cái kia mới cắt đầu. Sao che mũi vậy? Mày sợ gì lây? Kể. Để con cắt cho đòn đậu đi. Không, không, không. Ấu này, ấu Thái hay là ấu này, ấu lắp giò. Giò. Cái nồi dừa không? Cái nồi bự xong cái sao dừa. Kéo nha. Cái này để ra con, hai cái nó cọ. Sát quá mà cọ đưa nó đi đâu rồi. Cắt cắt vô rồi mà sao thấy ít thịt quá vậy? Nhiều rồi. Rồi ta bỏ miếng mỡ rồi bỏ miếng thịt vậy thôi chứ đâu phải đâu phải nếu mà thịt không thì phải có trứng muối nữa. Nè chung con đem lại cho bà Sáu đồ ăn. Ăn Vinh. Ăn thôi để đặng đi. Ừ, con để đặng đi, con để đặng đó thôi. Thôi con ăn bữa Sáu ăn đi. Để đặng đi. Ăn đi Sáu. Thôi ăn cái gì mới làm. Ăn đi cả làm. Con Sáu làm xong đi rồi. Thôi con để đặng đi. Sao sao? Sao? Sao em thấy cái đậu này nó không có đậm đà như chuối rồi, vậy là niêm mấy rồi ta? Chuối ngọt quá không? Hay là chuối nó có cái ngọt của cái chuối? Chuối ngọt như vậy. Mày ăn thử rồi chị. Sao mặn hả? Em miếng hả? Mày ăn chuối chưa? Chuối rồi. Đậu hồng quanh này. Chút à, chút à, nó mấy. Thôi nó chắc đi. Nó dẻ quá vậy. Ê, quanh nem đậu rồi. Nem đậu rồi vừa ăn rồi mà mày. Không phải đâu. Ăn không phải không? Nem đậu vừa ăn rồi. Vừa ăn rồi mày sao thấy hôm qua em bờ đậu cái muối nó ngọt. Ừ. Cái nếp vừa ăn ngon sợ nha. Cái bếp thì bắt gì lên nha mấy chị. Cháo bắt lớn hơn lớp cháo. Chị lớn già còn phải suy nghĩ mới biết như thế nào. Uống rồi đói rồi quá trời. Lột bà Tư lên. Bà Tư ra không tư đâu rồi cho mừng bà ơi. Dắt cho mấy người mà đi lên xì khốn.
bay 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 chạy trở lại chạy cái gì vậy? Nó xào rau, nó xào rau, rau xào rau.
đồng chỗ kia kìa, anh dễ xào. Cái gì nào vô đi. Ừ thì vừa cứng nấu mới ngon mày. Cho nên mới dạt cái mặt bự như này, mới lấy cái mặt ra như này, thấy chưa? Nữa không? Không, chán giá được rồi, còn nước cốt nữa. Quá hao quá. Không phải hao rồi. Bánh này. Bánh này. Cô 6, cô 3. Ta làm vậy này, ta nãy có. Thấy tôi làm không? Làm mới 2 miếng kìa. Lấy dao gọt. Có tỏi thơm đồ mang ra. Dụng cổ. Đó, đó. Đó là gọi đấy gọi. Còn cái này là mày nào vừa đâu? Còn cái ở nhà nữa mà. Ở đây được không? Chọc luôn á ai? Vừa ăn không? Để thử một cộng nữa coi mình có vừa ăn không? Nhìn cũng được rồi. Đừng có đường nữa ha. Đừng có đường nữa. Cái này trộn đường nhiều không ngon. Đừng nấu nữa. Anh Phi đồ bỏ ít ít anh hả? Ba cái anh Phi đồ như là chưa có có để gì chút đây. Để ít thôi. Cái đó là chưa có để. Nhiều quá ngán lắm. Ít ít thôi. Ít ít ít. Giang lộn vừa nào vừa hả? Ai? Sao vô ta? À. Ông đưa vô trước rồi phải không? Đây là nước dảo mình để vô trước, rất nhiều dảo. Con gà nướng có lót cải không? Có lót cải đây nha. Nó dễ bự bự thì nó chưa ăn. Đó thôi. Con lấy tiêu chưa tiền. Cao xíu nhặn rồi. Mình dầu qua khỏi vậy hả? Dầu điều là cái miếng ngon rồi ha. Ừ, có đồ đẹp không? Đẹp mấy nóng không nóng bằng. Đây, tiêu đây. Tiêu tay thẳng rồi nè. Gắt lên. Gắt lên, nó ăn tát rồi. Cắt nha, buông nha. Sữa đặc này có đổ vô trong nồi nha. Ừ, để nó chín là mới đổ sữa đặc luôn. Mềm nào nào nhắc ra mới bỏ vô. Xé gà vào luôn chưa? Xé luôn đi bé ơi. Xé luôn hồi nãy. Mang bao tay không? Bao tay trong tủ à? Nào có xé lắm. Để đi. Trong nãy đồ thơm thấy có ai lặt rồi.
cũng nhỏ lên nó cắt hơn sức rồi. Đông đơn giản vậy thôi đó, đơn giản mà nó rất là ngon. Ôi hấp dẫn quá, đã ăn quá hấp dẫn luôn. U bay rồi, vô để nó sốt gì luôn kìa. Nhìn cô Sáu giống Tâm Mỹ quá. Nằm kiểu giống nàng tiên cá. Nàng tiên cá. Gói bánh ngày một là đuối rồi. Đâu có đuối, đừng có em nằm có công chuyện gì đâu ạ. Gà này mình mua gà nướng sẵn. Trời ơi hiền ghê luôn vậy đó. Họ qua nói cho ba cũng đi tới bên đó luôn á. Khoai vô này, này ba đậu khoai luôn, khoai khoai lăng mật, khoai lăng mật, khoai lăng họ hột gà rồi khoai mì nữa, khoai mì để vô sau. Có hột gạch nữa không? Cái này là khoai hột gà với khoai mật. Ủa kêu đi mua hột gạch sữa. Hay quá vậy, bốn dĩa luôn hả? Đúng rồi. Hả? Bốn dĩa. Bốn năm một, năm một. Ủa nước nhiều quá Nam ha, gà nước chứ. Nó làm như nó bị động vô trong mấy cái the. Không phải, lỗi là lúc nào mình trộn nó cũng ra nước vậy đó. Dĩa bên đây nhiều quá, lỗi nè Nam. Nhiều đây được rồi, cái bỏ gà lên nó vừa. Cho bên đây miếng. Được rồi đó. Chặt bớt nước rồi. Ủa rồi mình có làm nước mắm chấm gỏi chưa? Rồi, xong rồi. Nước mắm làm gỏi. Chị hai làm lúc nào cũng chút chua không mà bên chua qua làm một ngày lớn lớn thì kỳ nữa chứ. Rồi, xong rồi. Đây, cho hút ra đây luôn. Thưởng nha, thưởng nha. Đẹp đẹp đừng thấy ghê. Thưởng được. Thôi, gà xé nó đẹp. Bởi vậy xé một buổi luôn không đẹp nữa thôi luôn. Dạ, gà đẻ đẻ ngon chứ gà tây đâu có ngon, mày này gà đẻ, gà mày đẻ. Ờ, mày đẻ. Thế vậy là chết rồi. Rồi, bãi chừa cố tình chừa lại đó. Đó mày ơi. Lòng con gì nè, hốt con lòng con. Bên đây miếng lòng nè. Ừ, hốt con lòng con nè. Ừ, mỗi cái bỏ miếng lòng lên cho nó đều. Chị Tư. Đứng lên hả? Đứng lên hả? Ủa, nhiều nãy là nước nhiều đó. Nãy không chửi miếng rau gải trên trên. Ủa hồi nãy như đâu có rau gạo không thơm. Thôi đừng bỏ thằng vô, bỏ thằng vô. Chung với đó chồng trong mà. Ướt rồi đó, bảy trong thao rồi. Mũi sẽ ớt rồi nha. Ớt rồi đó. Ê, món nó cuối cùng anh em lên nha. Không có ngọt, không có dâm gì trên. Không có gan nữa lên.
Hai chén được rồi. Hai chén lúc đó không đủ đâu. Chạy à con ơi. Hả? Con cũng phải chạy à. Vô con mở tủ đi. Đừng để nó chán mà mở đẩy cho nha hai. Vô. Đi chạy không cho vô luôn chứ hả? Không cho vô. Đi ông chạy vô. Vô. À, khán giả ngồi xem nè. Nó bỏ phay mì vô thôi mà khán giả nhóc chứ. Nó dẻo quá dẻo luôn nè. Cũng vô nước nó gãi à. Nãy giờ em đi kiếm cái dép của em thủ phạm là ai? Hả? Ừ, hai xin ra mang dép này có dép không? Có dạ phải. Ủa mà dép chị đâu? Giờ chỉ còn món cà ri là xong rồi. Ăn dụng rồi hai quay hai đứa ăn dụng rồi. Ăn công khai. Ăn ba lần rồi. Để nó cốt vô nè. Rồi cuối cùng mình cho tô nước cốt nhất vô. Rồi. Cho nước sữa vô thêm. Hết bình sữa luôn. Hết hộp sữa mà đâu có bình sữa đâu. Hộp sữa. Cầm cái hộp rõ ràng luôn, hết bình sữa. Quên, nó lộn. Rồi, xong hết luôn rồi đó. Rồi nó sôi lên, nó làm mình nhắc ra. Quậy lên cho đều á. Quậy lên cho đều cái hai. Cho cuốn hành tây vô nữa. Không dám quậy ở dưới này sợ khoai lang nó giả. Cho cuốn hành tây vô. Thôi đi, thổi. Cơm để lên trên bàn nó được rồi. Cháo gạo hay gì nữa đây? Cháo qua đây luôn. Rồi, cái này đậu phộng hả? Đậu phộng. Rồi, bên kia luôn. Dạ. Cháo nè. Đất đai. Cửa. Ông bà cô bác cũng bà cũng mài. Trong nhà trong cửa đây về ăn cơm uống rượu. Hộ độ cái gia đình họ Lê. Nghe cái ông ba về ăn cơm uống rượu cụ quyền thức tổ ông bà cha mẹ trong mồm ba những cơm uống rượu nè. May mắn mua.
đây ca trẻ qua đây bớt đi. Ở đây em qua đây nè. Bớt của bạn hay đi. Thấy rồi qua đây là hết. Qua đây bớt thằng Ngọc. Qua đây, qua đây. Ngọc, qua đây thằng Ngọc. Đấy, qua đây không thấy. Qua đây ngồi đi. Giờ qua đây đi. Thằng nào không bắt chung gì đâu. Kéo lên đây ngồi luôn. Đây, thằng rồi. Lên cho mình học tin cho mày. Mà trong người đâu? Dạ, nước rồi. Ờ, có mấy đại ca nhà với Thịnh gì á. Nó lo cao vậy á. Ừ. Ủa, trong đâu rồi? Nước rồi đâu? Này thôi ăn luôn đi tí thường. Không ăn tí thường, không ăn đi. Ra đây ăn nè, Thèo ơi. Ăn đi, cho tôi ăn. ăn thí đi. Không ghét làm sao vậy? Ăn nhiều vô, ít thôi. Không có vô không? Không có nói nó không qua nay mà bữa nay nói hả? Như là nó đi chụp cái gì vậy? Vợ nói thì đi mai. Đứa con nó giờ bị rồi ha. Năm nay lên lớp 4 rồi đó mà. Mấy hồi vậy đó. Có đầy đủ chất. Đi nghe ngồi kế vợ mới được. Kế vợ mới chịu ạ. Chém ngon. Chạy. Nói chung là tất cả các món đều ngon hết. Nhiều đậm đà nói vậy đi. Đậm đà. Quá trời người niêm luôn à. Mặn hả? Hả? Mặn hả? Đúng á. Đậm đà người ta là như vậy ngon. Đậm đà hương vị người Tây á, trong sáu. Người ta thấy béo. Khóc vô béo rồi. Béo không cho thằng con vừa. Để hả? Thôi mình xem mình mua hả? Mấy trái vừa là chồng. Còn biết là ba trái. Ba trái rồi cái tàu nữa. Đó. Cái tàu quá có ba trái thì béo à. Thịt béo mà có gì mặn mặn. Xé gà bà ơi, gà xé gà thôi, xé gà mấy cái xương xương người ta chịu.
Dạng yếu à. Đang mà lên không biết đi đâu thì ai chở. Cái quá quên. Không chịu bán à. Video của mình tới đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại với cô chú anh chị các bạn vào video sau nha.